Xin kính chào quý vị. Trên thị trường ô tô Việt Nam cũng như trên thị trường ô tô thế giới thì có những phân hạng xe. Trong cùng một phân hạng xe thì có những dòng xe thì trang bị động cơ turbo, ví dụ như chiếc xe này trang bị động cơ turbo. Nhưng cũng trong phân hạng đó thì có những dòng xe lại không trang bị động cơ turbo, tức là động cơ nạp khí tự nhiên, ví dụ như chiếc xe này. Vậy thì giữa động cơ turbo và động cơ không turbo thì chúng ta sẽ chọn xe gì? Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm hiểu sự khác biệt ở 5 vấn đề cơ bản giữa động cơ turbo và động cơ không trang bị turbo. 5 vấn đề đó là: đầu tiên đó là phản ứng chân ga, tiếp đó là công suất và sức kéo, tiếp theo đó là mức tiêu hao nhiên liệu, tiếp đó đó là độ tin cậy của động cơ, và cuối cùng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Và bây giờ mời quý vị đi vào chi tiết. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm đăng ký và rung chuông. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì trước khi đi vào làm rõ sự khác biệt giữa động cơ trang bị turbo và động cơ không turbo thì chúng ta cùng nhìn lại một chút về nguyên lý hoạt động của turbo động cơ. Bắt đầu từ hệ thống ống xả, khi mà khí xả thoát ra ngoài buồng đốt, trước khi thoát ra môi trường thì sẽ chạy qua hệ thống cánh quạt của turbo và làm quay turbo. Turbo quay sẽ hút không khí sạch từ ngoài vào và đưa qua một bộ giải nhiệt được gọi là intercooler. Tại đây không khí được làm mát trước khi được bơm với áp suất cao vào trong buồng đốt. Tỷ số nén tăng, động cơ sẽ sinh công nhiều hơn và tăng công suất của động cơ. Sự khác biệt đầu tiên giữa động cơ turbo và động cơ hút khí tự nhiên đó chính là độ trễ chân ga ở tốc độ thấp. Động cơ turbo có một nhược điểm là khi ở tốc độ thấp có một độ trễ chân ga mà chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được, thường là từ 1 đến 1,5 giây, thậm chí có những động cơ còn nhiều hơn nữa. Lý do là khi ở tốc độ thấp thì luồng khí xả chưa đủ mạnh để làm cho turbo quay với tốc độ cao, chính vì vậy mà chưa thể tạo ra một cái áp lực không khí lớn để bơm vào buồng đốt. Trong khi đó, động cơ hút khí tự nhiên gần như là không có độ trễ. Chúng ta đạp ga bao nhiêu thì được bấy nhiêu, đạp ga nhiều thì không khí bơm vào càng nhiều, nhiên liệu bơm vào càng nhiều và công suất càng tăng. Để khắc phục tình trạng độ trễ chân ga ở tốc độ thấp thì ngày nay rất nhiều hãng đã áp dụng những cái công nghệ rất mới vào trong turbo, ví dụ như là công nghệ turbo biến thiên hoặc là turbo kép. Chính vì áp dụng những cái công nghệ đó mà độ trễ chân ga đã giảm đi đáng kể. Chúng ta có thể kể ra như là mẫu xe Hyundai Santa Fe, hoàn toàn chúng ta không cảm nhận được cái độ trễ ở giải phóng tua thấp. Ngay từ giải phóng tua thấp thì Hyundai Santa Fe đã cho cảm giác sức bật rất tốt. Hay là những mẫu xe của BMW sử dụng turbo kép. Và chính vì vậy mà ngay từ số vòng tua thấp chúng ta đã cảm nhận được sự bốc của động cơ và có thể nói là rất ấn tượng. Sự khác biệt tiếp theo đó chính là công suất và sức kéo. Thì không còn nghi ngờ gì nữa, động cơ tăng áp sẽ cho công suất và sức kéo lớn hơn hẳn so với động cơ nạp khí tự nhiên. Với động cơ tăng áp thì mật độ không khí và nhiên liệu được bơm vào dày hơn, tạo nên tiếng nổ uy lực hơn, tạo ra lực đẩy lên piston cũng lớn hơn, nên sức kéo cũng lớn hơn. Một số nhà sản xuất đã nỗ lực cải tiến động cơ hút khí tự nhiên để tăng sức mạnh. Các giải pháp có thể kể ra như là chu trình van biến thiên hay là nâng cao tỷ số nén. Trường hợp điển hình như là Mazda thì hãng này đã chọn giải pháp đó là nâng cao tỷ số nén trên các dòng xe của mình. Hãng gọi là công nghệ SkyActiv, và điều này đã giúp cải thiện đáng kể cái công suất của động cơ Mazda. Khía cạnh khác biệt tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập đó chính là mức tiêu hao nhiên liệu. Thì ở khía cạnh này, động cơ cỡ nhỏ tăng áp chiến thắng một cách tuyệt đối. Bây giờ chúng ta hãy thử làm một phép so sánh giữa mẫu xe Honda Accord thế hệ mới trang bị động cơ 1.5 lít tăng áp với Honda Accord thế hệ cũ trang bị động cơ 2.4 lít nạp khí tự nhiên. Chúng ta hãy chia ra ở 3 cái chế độ hoạt động hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, đó là chế độ hoạt động cầm chừng, tức là hoạt động ở chế độ không tải, ví dụ như khi dừng đèn đỏ hoặc khi mới nổ máy. Thì rõ ràng động cơ 1.5 lít tiêu thụ ít nhiên liệu hơn rất nhiều so với động cơ 2.4 lít. Một giờ hoạt động ở chế độ không tải hoặc là dừng nổ máy thì động cơ 1.5 lít có thể chỉ tiêu thụ khoảng 1 đến 1,5 lít xăng. Trong khi đó, động cơ 2.4 lít có thể tiêu thụ gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Chế độ vận hành tiếp theo mà chúng ta muốn so sánh đó là chế độ vận hành ở tốc độ chậm trong thành phố. Khi mà di chuyển ở tốc độ chậm trong thành phố thì gần như một chiếc xe sẽ không cần phát huy quá nhiều sức mạnh, chỉ còn phát huy ở khoảng 30% sức mạnh của động cơ, thường là như vậy. Thì với một động cơ cỡ nhỏ như 1.5 lít hoàn toàn có thể giúp chiếc xe di chuyển một cách bình thường. Chính vì vậy khi mà di chuyển ở tốc độ trong thành phố, động cơ 1.5 lít tiếp tục giành chiến thắng và tiêu thụ nhiên liệu ít hơn so với động cơ 2.4 lít. Và đến chế độ tiếp theo đó chính là chế độ vận hành ở tốc độ cao trên xa lộ. Khi vận hành trên xa lộ thì động cơ tăng áp lúc này phát huy cái sức mạnh của mình, phát huy cái ưu thế của mình khi hoạt động ở tốc độ cao. Và ở cái chế độ này, động cơ tăng áp hoàn toàn có thừa sức mạnh tương đương với động cơ cỡ lớn, trong khi đó mức tiêu hao nhiên liệu vẫn có thể thấp hơn. Chính vì vậy mà ở cả 3 chế độ vận hành, đó là nổ không tải,
đi tốc độ thấp hay đi tốc độ cao thì động cơ cỡ nhỏ tăng áp đều có mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn rất nhiều so với động cơ cỡ lớn. Vấn đề khác biệt tiếp theo mà chúng tôi muốn so sánh đó chính là độ tin cậy của động cơ. Thì quý vị cũng đã biết là bất kỳ một cái gì càng đơn giản bao nhiêu thì càng tin cậy bấy nhiêu. Thì động cơ nạp khí tự nhiên có rất ít chi tiết, chỉ có các hệ thống đường ống và hệ thống lọc khí dẫn vào buồng đốt. Chính vì vậy mà khi mà trong suốt quá trình sử dụng nếu có xảy ra hỏng hóc thì các chi tiết cần thay thế, cần bảo dưỡng cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Trong khi đó, động cơ tăng áp thì sao? Có rất nhiều chi tiết, nào là bộ phận tăng áp, nào là cánh quạt, nào là bộ phận làm mát và thậm chí là có cả cái hệ thống máy tính tối tân hơn để kiểm soát tất cả những thứ đó. Chính vì vậy mà ở khía cạnh tin cậy của động cơ thì động cơ hút khí tự nhiên tin cậy hơn rất nhiều và nó đã chiến thắng. Và vấn đề tiếp theo mà chúng tôi muốn đề cập đó chính là chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Thì hiện tại thì trên tay tôi đang cầm một cái bộ turbo của một chiếc xe Hyundai. Thì như quý vị đã biết là với một động cơ nạp khí tự nhiên thì sẽ không có cái này, không có cái bộ phận này và ngoài ra sẽ không có rất nhiều bộ phận khác. Trên động cơ turbo thì ngoài cái cụm turbo này ra thì còn có rất nhiều những cái hệ thống khác đi kèm, ví dụ như là hệ thống đường ống để dẫn gió vào, hệ thống đường ống để dẫn gió ra, rồi là hệ thống máy tính, rồi là hệ thống làm mát vân vân, rất nhiều thứ đi kèm. Chính vì cái cơ cấu phức tạp như vậy, khi mà quá trình bảo dưỡng và sửa chữa động cơ turbo thì chi phí sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với động cơ nạp khí tự nhiên. Đương nhiên là khi mà động cơ turbo mà hỏng hóc những bộ phận này thì cái việc thay thế cũng sẽ chi phí rất là đắt đỏ. Ngoài ra thì trên động cơ turbo do hoạt động với cái tỷ số nén lớn hơn, cường độ cao hơn, chính vì vậy mà các chi tiết ví dụ như là piston hay là thanh truyền hay còn gọi là tay biên ấy thì được sản xuất với công nghệ tối tân hơn và đắt tiền hơn. Chính vì vậy mà quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế động cơ turbo cũng sẽ có cái chi phí cao hơn rất nhiều so với động cơ nạp khí tự nhiên. Như vậy là với tất cả những gì vừa nêu trên thì động cơ cỡ nhỏ nhưng mà lắp turbo thì có một cái ưu điểm đó chính là phát huy được cái sức mạnh động cơ ở giải vòng tua cao và đặc biệt là mức tiêu hao nhiên liệu rất tốt. Tuy nhiên, nhược điểm của động cơ turbo đó là gì? Đó là thiếu tin cậy và chi phí sửa chữa và bảo dưỡng cao. Trong khi đó, động cơ nạp khí tự nhiên thì tiêu tốn nhiên liệu nhưng độ tin cậy rất cao và đặc biệt là chi phí bảo dưỡng sửa chữa lại thấp. Vậy thì trong hai loại động cơ đó, quý vị chọn động cơ nào? Xin hãy thể hiện quan điểm bằng cách để lại bình luận bên dưới và chúng tôi sẽ trở lại với một số những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca TV trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm đăng ký và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.